Xin chào tất cả mọi người, em xin giới thiệu đến mọi người một cái bộ vòng tay và vòng cổ hổ phách cho bé có màu vàng mix với màu mực ong. Đây là vòng bộ vòng tay mọi người nhé, bộ vòng tay số 07 thì được làm từ cả hàng hổ phách thuông dài và mix giữa hai màu, đó là màu vàng sữa và màu mực ong trong suốt này. Đây chúng ta xem với cái vòng tay số 07 này, đây thì chúng ta có thể là cho bé đeo kèm với cái bộ vòng cổ số 09, một vòng cổ số 09 mọi người nhé. Đây chúng ta xem này, đây là một bộ một vòng tay và vòng cổ. Một vòng cổ thì có giá là 270.000 và vòng tay thì giá là 160.000. Đây, nhiều mẹ là đã tìm mua hổ phách vì biết được cái tác dụng của hổ phách đối với trẻ em, là giúp cho trẻ kháng viêm, giảm đau, đặc biệt là cho trẻ trong quá trình mọc răng, giúp cho trẻ là cảm giác là dễ chịu hơn rồi giảm đau nhức nướu. Đó. Thì giá vòng hổ phách đối với vòng hổ phách trẻ em ở bên em á, cũng như các cái mẫu hổ phách khác thì luôn luôn là có giá yêu thương cho mọi người. Đây chúng ta xem mẫu vòng tay thì chỉ 160.000 và vòng cổ chỉ 270.000, thì chúng ta đã có một bộ mẫu vòng cổ và vòng tay vô cùng xinh yêu cho bé rồi. Và nếu yêu thích thì mọi người vui lòng nhắn tin cho em vào số Zalo 0973241253 mọi người nhé, để chúng ta chốt đơn. Vì như mọi người thấy thì hàng về đây số lượng rất là có hàng, càng ngày càng khó khăn, giá cả thì cũng đắt đỏ leo thang lên, nhưng mà em thì luôn luôn là để cho mọi người một cái giá rất là mềm mại, rất là mềm mại luôn nhé. Đó, để chúng ta có thể là sắm được cho bé của mình, bé yêu của mình một cái vòng hổ phách vừa ý. Đó, cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video giới thiệu hổ phách tiếp theo. Xin chào mọi người.